Hello, chào mừng quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ cùng các bạn điểm qua những diễn biến của lượt về tại bảng B của chung kết thế giới 2022 và qua đây thì mình cũng sẽ đánh giá về màn trình diễn của các đội tuyển tại bảng này. Bảng này đã kết thúc với diễn đông nhất bảng và đi cây nhì bảng sau lượt trận tie break rất là căng thẳng và chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết những diễn ra những gì đã diễn ra tại lượt về của bảng B anh em nhé let's go đến giờ đây đứa con cưng của Văn Tùng và Hà Tiểu Phu sẽ chính thức khai trương vào ngày 8 tháng 10 sắp tới tại địa chỉ 125 sạt hai Hòa Hưng phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đi kèm với những ưu đãi siêu khủng như khuyến mãi tặng 300% cho năm khách hàng đầu tiên tặng 200% cho 10 người tiếp theo đồng thời trong tuần lễ đầu tiên Game Hoa Hưng mở cửa Tất cả khách hàng nạp trên 100k sẽ được bonus 100% giờ chơi cực kỳ xịn sò. Ây da, gì mà bonus khủng dữ vậy ta? Ngày mùng 8 tháng 10 sắp tới sẽ được đắm chìm trong thế giới game đỉnh cao ngay và luôn nha. Get go. Ok, bảng đấu này thì như mình đã khoe thì mình không chỉ dự đoán đúng 6 trận ở tại lượt về mà còn dự đoán đúng luôn cả tie break. À, mình dự đoán là DK sẽ toàn thắng lượt về với 3 trận liên tục. À, nhưng mà họ sẽ thua tie break trước bên phía của Zino Gaming. À, về những cái bất ngờ khác có thể diễn ra tại bảng này thì nó là bất ngờ khi mà bên phía Evil Genius gạt giò được Zichu Esports và mình cũng đã dự liệu luôn mình hôm qua mình thấy Cloud Nine gạt được Fnatic một cái thôi là mình nghĩ là Evil Genius được về cũng có cơ hội để gạt bên phía Zichu Esports bởi vì thực ra màn trình diễn của Zichu cũng là màn trình diễn rất là nghèo nàn đối với Evil Genius thì họ có thể có màn trình diễn tốt ở tại giai đoạn vòng play-in nhưng đến với vòng bảng chung kết thế giới thì cái khả năng đi đường của các đội tuyển ở vòng bảng nó khác biệt hoàn toàn so với ở play-in các thấy là DK cùng với Jin Đông họ đi đường rất ngột và djui sport thì uh, cái đội hình bên phía djui sport thì nó đã bộc lộ điểm yếu từ msi rồi thứ nhất là broken Blade đánh carry rất kém và thường xuyên có dấu hiệu đánh chống chịu khu đường trên trong meta đánh chống chịu đường trên không khác gì đuôi quái vật cả uh, cái thứ hai nữa là khả năng đi đường của Flash và tagamat rất yếu cặp đôi đường dưới djui sport thực sự là là cặp đôi đường dưới landing yếu và lúc này gian cốt của với cap gánh không nổi gian cốt thì bây giờ cũng già rồi cap thì bây giờ bảo gánh ở cái bảng này thì các bạn thấy là về kỹ năng đi đường của cáp mà bảo vượt trội so với Schumacher hay là so với gia cao thì không có và gần như không tìm ra được cái 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 điểm sáng cho đội bên phía di Esports sport để mà đi tiếp tại bảng này và cái trận thua bên phía vừa trên đất còn càng khiến cho bên phía di Esports bị tâm lý rồi bị uh, gần như là hủy diệt ở những cặp trận sau gặp bên phía di đông cũng như là damun kia gần như những kết quả như vậy nó không có gì bất ngờ đối với chúng ta khi mà di Esports để thua ngay lập tức trung hạt ở tại bảng b và con đó thì họ cũng toàn thu được về và cút luôn. Đối với Evil Genius thì lượt đi toàn thua lượt về thắng được một trận thì cũng chẳng gỡ gạt được cái gì cả. Thì là họ kéo Zichu Esports đi cùng với ít nhất là có một điểm dành cho Evil Genius tại bảng này chứ không đến mức gọi là trắng tay không sáu Và những cặp trận diễn ra giữa đang buôn kia cùng với Di Đông có lẽ là thứ mà Văn Tùng muốn xoáy sâu nhất. Đây là cuộc đụng độ giữa Trung Hàn. Và Trung Hàn nào đánh nhau ở bảng nào nhìn nó cũng căng cả. Ở tại bảng A thì T1 cùng với EDG, bảng B thì đó là Jindong cùng với DK, bảng D thì đó là Genji cùng với ANG. Bảng C thì đó là DK cùng với Toy Sport, đặc biệt à nhầm DX cùng với Toy Sport. Đặc biệt là DX đang có một cái uh, phong độ tôi nghĩ không phải là quá tệ. Còn Toy Sport thì đang ở phong độ không được tốt giống như ở FPL. Jindong là một team ở tại bảng B và họ đánh uh, kỹ năng đi đường rất là tốt. Họ thể hiện khả năng landing nó rất đúng với những gì đã diễn ra ở tại FPL khác với Tony Sport là họ có màn trình diễn rất là ấn tượng ở, ở tại dạng vòng bảng họ không bị chốc ở các thành viên tất nhiên sự bất ổn đến từ 369 ở tại lượt trận đấu lượt về so với game đấu break thì nó là màn trình diễn hoàn toàn lệch nhau một bên là 333 một bên là 999 nhưng mà nó cũng cho thấy bên phía Zino Gaming thực ra là họ khắc phục cái điểm yếu của họ trong lối chơi rất là nhanh sau chỉ một ván thua trước đến phía của đám buôn kia họ nhận ra vấn đề và họ thay đổi nó rất là nhanh và bây giờ mình sẽ xoáy sâu hơn vào hai ván đấu diễn ra giữa đông và DK thì ở tại ván thi đấu lượt về giữa Dong và DK thì uh, cái đội hình bên phía của Dong Kim Minh á, là một đội hình đi đường thua so với bên phía DK. Uh, xuất phát điểm là họ có những lượt lựa chọn ở các đường sớm quá. Họ lựa chọn uh, con Kennen này trước so với con Ragat Họ lựa chọn con Sylas này trước so với Lẹp lăng Và họ lựa chọn Lucian Nami sớm khi bên phía bên kia vẫn còn những vị tướng đi đường mạnh. Thậm chí là không lấy Caitlyn, không lấy uh, Kalista họ đơn giản lấy Aphelios cùng với lulu thôi đã thắng đường rồi các bạn thấy là Lucian, Nami vẫn có những yếu điểm nha các bạn nhé cặp này nếu các bạn có xem lck sẽ thấy gumanusi và ruler thể hiện rất rõ cái chất tướng tranh lệch về đi đường Lucian Nami không hơn so với Aphelios và Lulu. Trong quá trình bình luận mình cũng đã nói là Lucian và Nami thì nó chỉ mạnh khi lên 3 mà thôi. Nhưng mà chưa lên được 3 thì cặp bot phía kia nó đánh cho bị vào những cái thế rất là xấu rồi. Rồi điểm mạnh của Lucian Nami nó chỉ là cái dạng level 6. Hoặc là ít nhất là level 3 mà không bị tranh lệch nhiều thì có thể chơi được hoặc là phải chờ level 6 hoặc là phải chờ đến lúc Lucian có cung phong linh ra mít Với những loạt thanh trừng được búp e của Nami thì nó mới có thể phát huy đúng sức mạnh. Nhưng game này bên phía Jin bị uh, mất trụ mid sớm. Uh, vì con sứ giả rồi chưa kể là cánh trên bên phía của Jin Đông game này cũng không có những vị tướng carry nữa. Con Kennen này đi đường không hơn được con Ragat. Rồi Lee Sin của Kanavi khi mà ba đường cùng thua như vậy thì các bạn thấy là dừng hàng đầu LPL cũng không thể nào tác động được vào đấu nổi. Còn bên phía bên kia thì Damwon Kia họ có điều kiện thắng đến từ rất là nhiều lane. À, về đi đường thì họ có thể không quá vượt trội nhưng mà chỉ cần một cơ hội thôi là Kenner có thể vươn lên rồi và Kenner đã trình diễn cho chúng ta một con Ray carry rất là mạnh nhãn chỉ tiếp một điều trong meta này dừng carry không nhiều à, tìm thì các bạn thấy là sẽ có thêm con Belvet nữa Belvet cùng với gray có lẽ là hai con tướng răng carry mà nó xuất hiện nhiều nhất trong khoảng thời gian vừa qua ngoài ra thì không có nhiều vị tướng mà Kenner có thể sách ra để có thể carry giống như con Ray này và những đội tuyển đối đầu cùng với DK có lẽ họ sẽ nghiên cứu và cấm đi con Ray nếu như họ không pick bởi vì Ken nên đánh con Ray này quá tốt đi và cái điểm yếu đến từ việc là cái bể tướng carry trong meta hiện tại của Ken này nó không nhiều á nó dẫn đến việc là cái trận đấu time break. gì đâu đơn giản là cấm thôi cấm cái là Ken phải đánh rừng chống chịu mà đánh rừng chống chịu thì Nuguri lại phải đánh carry mà Nuguri đánh carry với 369 khi mà 369 run số 9 thì chịu không thể đánh nổi Chứ kể là mình cũng đã nói luôn về Damwon Kia tại vì sao mình đánh giá họ sẽ là đội nhì bảng tại bảng B Damwon Kia này là Damwon Kia phiên bản yếu hơn những mùa trước nếu so trực tiếp với 2020 ha thì Đốc Đà và Kelly sẽ có những ván đấu họ carry có thể là khỏe ví dụ như ván đấu ở tại trận Taipei này họ có khả năng đi đường tốt đến từ Aphelios cùng với Leona nhưng mà Nuguri thì không bằng so với Nuguri 2020 à, về meta thì Cannon cùng với Showmaker cũng khó tác động tới ván đấu như là 2020 so với 2021 đi ha thì uh, Nuguri lúc này cũng khó so với Khan cặp bot đi đường thì cũng không phải là trận nào cũng thắng có những trận thắng có những trận thua trận đấu lượt về là một trận đấu mà con Raven của Đốc Đam thực sự là gặp vấn đề gặp vấn đề rất lớn ở ngay khâu đi đường luôn anh em ạ ở những tình huống uh... không đây là một game affiliate thắng đường con uh, Lucian ha cái cái việc Aphelios thắng được Lucian mình cũng đã phân tích rồi. Uh, đây là một kèo đấu bên phía đám quân Wunker đã kiểm soát rất là tốt và điều kiện thắng bên phía DK. Nó đến từ nhiều len khác nhau, nó đến từ con cả con Gray nữa này anh em này. Nó đến từ cả con Gray này nữa. Trận mà Raven bị thua lane là cái trận đánh với cả bên phía của uh, Evil Genius thì phải. Hay là Zitui Sport tôi không nhớ nữa, nhưng mà đó là một trận do thấy Đốc Dam không có phong độ ổn định nha. Có những ván đấu tại LCK, nếu các bạn có xem LCK sẽ thấy là Đốc Dam và Kelling có những ván đấu họ carry rất là ghê. Họ đánh những ván đấu điều kiện thắng nó như sách giáo khoa, nhưng mà ngay sau đó họ có thể trở lại với những phong độ rất là tệ và đây là sự bất ổn của bên phía kia Tất nhiên Dinamite mình cũng sẽ có những sự bất ổn. Đây, sự bất ổn là 3-6-9. Những cái mùa này chúng ta nói nhiều về 3-6-9 là tại MPL rồi, cái tỷ lệ rôn ra số 9 nó nhiều hơn số 3 và ngay sau cái ván thu Kennen là đánh ra chóc nhìn nó nhìn nó khác hoàn toàn như kiểu thay người chơi các bạn. Và bên phía DK thì họ tìm được điều kiện thắng là con Ray này con ray này của Canon đã khai thác những cái tình huống nằm xuống của ba số chín rất là tốt và trở thành một carry thực sự trong đội mình phía đang buôn kia uh, đây là một meta rất tiếc nhưng mình đã phân tích thì Cannon lại không tìm được nhiều con bài như ray để bước ra carry chứ thực ra nếu mà Cannon để mà đánh carry á thì vẫn là một jungle rất là có tiếng nói tại chung kết thế giới còn đối với phía Zino Gaming thì uh, họ lại có quá nhiều mũi nhọn tấn công và carry ở trong game đấu thứ ba này đi họ đã thay đổi lập tức ban pick vẫn có một điểm là cặp bot của bên phía Zindo Gaming landing game này hơi tệ. Nát bé nát bét cánh dưới luôn. Nhưng mà đâu lại sinh ra ông 369 ông cầm con Achok thiêu đốt đi tốt nhìn không khác gì sao cho mừng ở những giao án Văn Tùng làm. Nó thật luôn màn trình diễn Achok này là màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu trước thế giới đến giờ bây giờ. Tôi chưa từng chứng kiến con A nào mà mang thiêu đốt khu đứng trên mà đánh <laughs> Khủng khiếp đến như vậy. À, tất nhiên là với áp lực thiêu đốt cùng với những tình huống cam đến từ Canavi thì việc mà 369 nhỉnh hơn so với Nuguri là đúng. Nhưng các bạn có thể thấy là khả năng carry của Nuguri so với 20... 2020 Là bị giảm đi rất nhiều Và nếu như toàn tâm toàn ý đánh là cánh trên á Thì lại cần một cặp bot có thể đánh thủ hòa tốt như là Ghost của Rất Tức là đa và Kelly lại không đánh thủ tốt được Họ phải đánh xuống cánh dưới thôi Đánh xuống cánh dưới thì Noguri game này rất là kém tác động Và kể cả là cánh dưới xanh đến như vậy Thì uh, Vẫn không thể nào win rồi Kể cả cánh dưới là một Aphelios xanh sao Đến như vậy và tạo một cách biệt 12 phút đi đường đã hơn tới 2000 mấy tiền Và out đồ cực nặng luôn nhưng mà khi mà Cannon phải đánh những con chống chịu và làm nền thì các bạn thấy rồi Bắt buộc trong đội hình phải có một người đánh làm nền thôi Và người được chọn phải là Cannon với cái Maokai này Thực ra có một phương án khác Là đẩy cái con chống trị Maokai lên đường trên Nhưng mà... Kể cả đẩy Maokai lên đường trên tìm ra một con rừng Carry lúc này Ở, ở trong meta này cho Cannon nó không có Tất nhiên là đánh Maokai đường trên thì sẽ thua chóc Để đó là điều đương nhiên rồi nhưng mà ít nhất là... Ở đây là lý do vì sao mà hôm qua các bạn hỏi là tại sao EDG lại không pick cho Flareon những con Carry bởi vì các bạn thấy rồi khi mà carry mà bị phế nó không có tác dụng gì cả thà là đánh mao cai đường trên có phế thì cũng còn chút tác dụng nhưng mà nếu như mà nuguri phải đánh một con mao cai thì canon đánh thêm chống chịu nữa thì lại bị thiếu đam à, hoặc là họ cũng không tin tưởng là đốc đam lại có thể có một cái dạng lan nó, nó tốt đến như vậy và đấu pháp đưa ra bên phía dk ở mùa này nó bị hạn chế rất là nhiều và nó cũng khó rất là nhiều so với phía jindo gaming thế nên là nhìn lúc nào cũng sẽ thấy bên phía kia nó vào cái thế rất là khó khăn khi mà bị mất đi con ray của Canon và cái vấn đề để thua ở trong cái đấu này nó cũng xuất phát từ một vài sai lầm cá nhân như kiểu là pha lao lên của showmaker nữa nhưng mà thực sự là bên phía của dk đang ở một mùa giải đánh đến thành tích năm một tại bảng b tôi nghĩ đó là một thành tích rất tốt dành cho phía nam kia rồi họ ít nhất là vẫn ghi tên mình vào dạng tứ kết được nhưng mà họ có lẽ sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều để có thể bước tới các trận bo năm uh, Ờ... Còn bên phía của game Gaming thì họ thể hiện đúng vị thế của nhà đương kim vô địch của LPL, lối đánh nhanh. Uh, xử lý kỹ năng cá nhân tốt, macro ổn. Chỉ là sai lầm ban pick ở game đấu lượt về thì nó nó là một cái sai lầm ban pick mà tôi nghĩ là họ đã quá tự tin về khả năng đi đường của họ. Họ bị thu đường cả ba đường. họ cũng không nghĩ rằng Kennen là đánh con Ray nó khủng khiếp đến như vậy. Nhưng họ sửa sai ngay lập tức ở tại trận tie break anh em nhé. Và họ mặc dù trong một game đấu khó đến như vậy nhưng mà Canavi vẫn tìm ra được cái đường để ganh pha canh xuống dưới mà chết hết cả bốn người là pha canh rất là lỗi của Canavi nhưng mà nhìn đi nhìn lại vẫn có điều kiện thắng sau canh con Achok này. Tôi không nghĩ là con Achok này nó nó carry đâu anh em ạ. Để các bạn nhìn là cái thời điểm con Achok là nó đi ra khu đường giữa tầm 135 CS á. Là cái thời điểm mà tôi nghĩ là cái chênh lệch của Nuguri cùng với 369 nó không nhiều. Thực sự cái pha này là pha mà chênh lệch giữa hai người chơi được trên nó không nhiều mà chênh lệch giữa hai sát thủ lại rất nhiều. Nhưng mà sau đó thì vẫn carry rất ác anh em ạ. Và con Vi này là con khác đi xin nó khác Lee Sin ở chỗ là nó có cái chu cuối chỉ thẳng mặt nó không phế được con Lee Sin mà vào các len nó phế như này mà nó đánh nó tù lắm nhưng con vi này kể cả là cái team nó phế như vậy mà nó vẫn có chiêu cuối để nó tác động tới những tướng giao tranh thì nó vẫn là một lựa chọn ổn hơn cho canavi à, tôi nghĩ đây sẽ là con bài mà bên phía của Gino thì mình có thể tiếp tục dùng ở trong các cặp trận bo năm được và vẫn tìm được cách nào đó để tác động tới ván đấu kể cả không ganh được thì vào tim pha thì cũng không phế được còn Lee Sin thì nó khác nha nó yêu cầu hơi nhiều thứ còn bên phía của Kia thì đây vừa dần vừa cũng bị uh, quả Covid hơi nặng nữa nên là... Hy vọng là sắp tới thì họ sẽ... Cải thiện được vấn đề sức khỏe. Và thiện tốt ở các cặp B5. Về thành tích hay là về kết quả của bảng B như thế này ấy, Thì nhiều bạn sẽ không hài lòng. Uh, ví dụ như fan FCK sẽ không hài lòng. Bởi vì uh, mục tiêu đề ra là các đội FCK đều phải nhất bảng. Để tránh gặp nhau ở tại giai đoạn vòng tứ kết. Uh, nó sẽ hơi... Um, nó sẽ hơi có phần gọi là... Uh, rủi ro đấy, nhưng mà các đội Hàn Quốc phải đụng nhau sớm ở chung một nhánh chẳng hạn. À, nó sẽ có thể chia ra là nhánh LPL và nhánh LCK giống kiểu 2020. Nhưng mà về mặt à, tích cực mà nói thì à, thực lực Jin Đông mạnh hơn. Thì nếu như mà Jin Đông nhất bản như thế này ấy, thì à, biết đâu T1 lại né được Jin Đông. Nó là một cái nhìn tích cực của fan T1 thôi. Ví dụ là tôi, tôi thấy Jin Đông nhất bản, ờ thôi T1 cũng đỡ phải gặp Jin Đông gặp sớm lỡ mà đánh cặp bêu năm đến ván năm xong rồi lại thua rất là tiếc. À, Dĩ đồng nhất bảng là nó lại càng có động lực cho các cái đội khác ở tại bảng b à nhầm bảng c và d phải nhất bảng để làm sao để mà né ông ti với né ông tông ra hai ông này mạnh bỏ sư ra rồi họ đánh vòng bảng như thế mà lỡ mà nhì bảng ở bảng c với bảng d mà gặp hai ông này ở b 5 thì nó cũng khó nó cũng rất là khó công bằng mà nói lúc này thì đi kê là đội yếu hơn vì họ bị giới hạn bởi meta họ bị giới hạn về cái sự ổn định về phong độ của các tuyển thủ thì uh, nếu mà gặp được uh, DK ở tại tứ kết nó vẫn nhẹ hơn là gặp bên phía Dindong Gaming Còn uh, những diễn biến diễn ra tại bảng này thì uh, Mình nghĩ là nó không quá bất ngờ đối với nhiều người về việc Dindong nhất bả và DK nhì bả Còn về việc họ thể hiện như thế nào trong BO5 thì còn tùy anh em nhé Ví dụ như là Dindong Gaming thì các bạn thấy là tầm 2020 Họ cũng được đánh giá rất là cao à, ToteSport 2020 cũng đánh giá rất là cao nhưng mà Đánh một hồi thì vẫn thua Suning ở tại BO5 đấy thôi Thì nó vẫn còn rất là nhiều những cái Rủi ro mà chúng ta không thể nào nói trước được là những đội Nhất Bảng sẽ có được cái lợi thế áp đảo hơn ở trong những cặp bo năm tại tứ kết được. Nhưng mà nhìn chung về màn trình diễn thì bên phía kim Gaming đang có một màn trình diễn rất đều. À, Hope của Missing hôm nay thì Landing chưa phải là mắc ping nhưng mà... Mình nghĩ là đến với dàn vòng playoff thì họ có thể sẽ có được nhiều những phương án lựa chọn hơn. À, trong cái vấn đề Landing của Hope và Missing ở tại thềm này. Đây vẫn là cặp đôi khi mà cầm những chất tướng như Kalista, thứ đánh vẫn rất là khét. Nhưng mà cầm những cái tướng đi đường yếu thì bị uh, rep như thế này thì chắc là phải sửa khá là nhiều. Nhưng mà 369 thì chỉ cần roll số 9 thôi. Nó vẫn có một nguồn carry cánh trên anh em thấy không? Khi đánh carry mà không ra được chất tướng là bị thọt nó rất là phế. Đây là cụ thể trường hợp của Aurelia trong tay Nuguri, phế lòi không có tác dụng gì cả. Uh, và cũng lý giải vì sao mà Fnatic phải pick những con tanh khi mà đánh cùng với Zeus, vì xác định là thua kèo rồi. là pick đấu sĩ vào đánh không lại thì phải pick tanh và đánh lấy tí tác dụng thôi. Nhưng mà khi những đấu sĩ đường trên carry khỏe thì nó vẫn luôn là một cái lợi điểm rất lớn trong meta này. Đây là lý do vì sao mình rất là lạc quan về tình hình của T1. Ở tại bảng A và hôm qua mình phân tích mình cũng nói luôn là T1 đang có một cái điểm sáng là đường trên của T1 đánh rất ổn định, đánh carry rất tốt. Và việc đánh carry tốt trong cái meta này nó là một điều kiện thắng thứ hai. Khi đường dưới nát như vậy, đường trên vẫn có một con tướng khỏe để mà vin vào, để mà hâu cái game đấu lại, để mà câu giờ cho xạ thủ có đồ thì nó vẫn luôn là một cái lợi điểm trong meta này anh em nhé còn khi mà nó đánh tanh và đứng dưới nát nữa thì coi như game đấy nó cút luôn nó sẽ có những ván đấu các bạn thấy nó tranh lệch rất là nhiều ở tại chung cái thế giới năm nay uh, rất nhiều ván đấu trong số đó thì xuất phát từ việc là đứng trên đánh tanh và đứng dưới không có lợi thế nó nát bét khả năng snowball đến từ các đội tuyển lớn tại chung cái thế giới năm nay thì nó 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 quá là tuyệt vời rồi các đội tuyển lớn đều đã có được rất là nhiều kinh nghiệm được tích lũy và cái mặt bằng chung liên minh điện thoại việt uh, hay là mặt bằng chung liên minh điện thoại thế giới lúc này nó đẩy lên rất là cao thì việc tận dụng lợi thế để lăn cầu tuyết Snowball kết thúc ban đấu thì nó là bài toán, bây giờ không phải là bài toán khó giải đối với các đội tuyển lớn nữa rồi. Thì việc đánh được top carry, xin nhấn mạnh, việc đánh được top carry trong meta này là một điểm cộng vô cùng lớn. Và khi top đánh carry thì dừng thường xuyên sẽ phải đánh chống chịu, mà dừng thường xuyên đánh chống chịu, make play thì DK lại đang gặp vấn đề. T1 thì Honor cũng có đôi chút vấn đề với những con tướng chống chịu của Honor, nhưng ít nhất là đường trên đang carry rất là khỏe hay là cặp bot phía T1 mà đang landing tốt như thế này thì nó vẫn là một team rất là sáng. Còn Zino Gaming cũng vậy. Kể cả là điều kiện thắng canh dưới họ có thể bị triệt tiêu khi mà hốp với Missing đi được không tốt nhưng mà bù lại 369 cánh trên đang có phong độ roll số 9 liên tục. Hay là những game đấu 369 đánh tốt mà hốp với cả Missing lại còn win lane canh dưới nữa bạn thấy là những game đấu nó rất là một chiều. Và chắc chắn Zino Gaming sẽ là một đối thủ rất lớn ở tại tứ kết mà các đội tuyển nhì bà ở tại các bảng khác cần phải lưu tâm và chắc chắn việc T1 cùng với Jin nhất bảng Uh, thứ nhất nó nằm trong dự tính của nhiều người và thứ hai mình nghĩ là nó cũng nằm trong dự tính của nhiều các vận động viên các đội tuyển ở tại bảng C và D và khi kết quả nó đã là như vậy rồi thì bảng C bảng D sẽ càng cần phải nỗ lực để không những đi tiếp mà là còn cạnh tranh vị trí nhất bảng để né hai ông này ra anh em nhé. Rồi, nhận định của Văn Tùng tại bảng B về màn trình diễn của DK Gino Gaming, Zichu Esports cùng với Evil Genius xin được phép khép lại tại đây. Uh, trong buổi livestream tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ về bảng C và bảng D sau nha các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái video clip khác của Văn Tùng. Bye bye.